Chồng cũ, tình địch, tình cũ của Dương Mịch chung sân khấu. Hình ảnh Lưu Khải Uy, Ngụy Đại Huân và Lâm Duẩn đứng sát nhau trên sân khấu khiến nhân tình xôn xao bởi cả ba đều liên quan đến Dương Mịch. Đêm hội trung thu mới đây của đài CCTV đã thu hút sự chú ý của dư luận bởi sự quy tụ của hàng loạt dàn nghệ sĩ nổi tiếng. Mặc dù không xuất hiện trong sự kiện, nhưng Dương Mịch vẫn là cái tên được réo gọi nhiều nhất bởi khoảnh khắc trái ngang mà quay phim của đài CCTV ghi lại được. Cụ thể, trong tiết mục Ngọc Trai Phương Đông, ba diễn viên nổi tiếng là Lưu Khải Uy, Lâm Duẩn và Ngụy Đại Huân được xếp đứng cạnh nhau. Điều đáng nói ở đây chính là cả Lưu Khải Uy, Lâm Duẩn và Ngụy Đại Huân đều liên quan đến Dương Mịch, với tư cách chồng cũ, tình địch, tình cũ tin đồn. Cụ thể, Lâm Duẩn chính là tình địch cũ một thời của nàng Bạch Thiện, nguyên nhân do bởi cả hai nữ diễn viên từng hẹn hò với Phùng Thiệu Phong trước khi anh kết hôn với Triều Lệ Dĩnh. Cả Dương Mịch và Lâm Duẩn đều từng là những mối tình nổi tiếng của nam tài tử họ Phùng. Tuy nhiên, nếu Phong Mịch được dân mạng nhiệt tình ủng hộ bởi sự tương tác ăn ý qua 6 bộ phim truyền hình và điện ảnh, thì mối tình của Phùng Thiệu Phong và Lâm Duẩn lại khiến dân mạng cật lực phản đối. Cặp đôi Phong Duẩn bị phản đối không chỉ bởi khoảng cách 18 tuổi, mà còn vì tinh nữ lang vướng vô vàn thị phi khi lộ ảnh khiêu gợi từ năm 14 tuổi, hút thuốc lá khi còn ở độ tuổi vị thành niên. Trước áp lực của dư luận, cặp đôi đã chính thức đường ai nấy đi sau 11 tháng hẹn hò. Cũng chính vì lý do này mà Lâm Duẩn thường xuyên bị đặt lên bàn cân so sánh với đàn chị. Mặc dù đều đã chia tay với tài tử họ Phùng, nhưng mỗi khi cùng nhau xuất hiện tại sự kiện, cả hai đều tỏ ra ngại ngùng và thường xuyên lơ đẹp đối phương. Trước đó một ngày, chồng cũ của Dương Mịch là Lưu Khải Uy và bạn trai tin đồn của cô là Ngụy Đại Huân cũng đã chạm mặt tại sân bay, khiến mạng xã hội xứ Trung dậy sóng. Tuy nhiên, ít ai ngờ được, chỉ không lâu sau, cả hai còn đứng chung sân khấu với nhân vật cũng có sự liên quan đến Dương Mịch. Nếu như Lưu Khải Uy đã chính thức ly hôn với Dương Mịch sau 7 năm chung sống, thì Ngụy Đại Huân là bạn trai tin đồn của nữ diễn viên. Mặc dù chưa từng lên tiếng phản hồi về nghi vấn tình cảm, nhưng Ngụy Đại Huân và Dương Mịch đã nhiều lần bị bắt gặp, dùng đồ đôi và hẹn hò cùng nhau. Vào tháng 5 vừa qua, nhiều tin đồn xuất hiện cho rằng cả hai đã chính thức đường ai nấy đi.